sinh nhật của em ấy anh sẽ lo hết nhá. Thật đó? Ừ, anh đã bảo là anh sẽ làm nhá. Anh Kiên, anh Kiên, em ở đây. Em chờ anh một tí nhá. Ơi, à cho cô lên đây hả? Lên đây làm gì? Em lên đây đưa tiền cho anh mà. Thế mà bảo không có tiền. Mà sao có không gian ngân hàng chuyển cho tôi? Lên đây làm gì? Nhưng mà em... Thôi được rồi, cô đi về đi. Trên này tôi bận việc lắm, nhá. Thế nhá. Anh... Mình đi thôi. À đây anh. À, không có gì đâu, cô ấy hỏi đường ấy mà. Chị ta biết tên anh mà. À không, chắc em nhầm rồi. À thôi, mình đi ăn đi. Hay là anh đi em đi ăn sushi nhá. Ừ, cũng được. Đi. Bây giờ tôi bảo nhá, mọi người chuẩn bị di chuyển ra nhà hàng, hiểu chưa? Rồi hôm nay là tôi bao hết, cứ chơi thoải mái tiền ga nhá. À, đúng là thiên đại nào. Đi đi mọi người. Anh Huy. Anh ạ. Bây giờ cũng ta làm rồi, mà hôm nay cũng là sinh nhật của Trang. Bọn em mời anh đi ăn với bọn em cho vui ạ. Hôm nay sinh nhật Trang à? Chúc mừng em nhá. Được rồi, thế cậu nhắn tôi địa chỉ đi. Tôi xong việc rồi đây. Dạ vâng ạ. À, em ra ngoài đi vệ sinh một chút đó. Cái con nhà quay này. Tôi xin lỗi, cô có làm sao không ạ? Bẩn hết giày của tao rồi. Đây đi. Để tôi đi lau rồi trả cho cô nhá. Lau á? Mày biết đôi giày này là hàng hiệu không? Mày lau mà sạch được à? Thế bây giờ làm sao ạ? Đến chứ còn làm sao đâu. Nhưng mà tôi không có tiền. Không có tiền ấy thì mày phải đi kiếm chỗ khác mày làm đền tiền cho tao chứ. Tôi xin cô. Cô đừng làm thế. Tôi đến đây để thăm chồng tôi. Có gì tôi gọi chồng tôi ra để... Bớt đóng kịch lại. Cái loại nghèo hèn như mày mà muốn chồng á? Được không? Nếu không có tiền đền ấy thì quỳ xuống, lau giày cho tao. Sao cơ? Cô bắt tôi quỳ xuống để lau giày cho cô á? Thì mày bảo mày không có tiền mà. Quỳ xuống lau thì tao bỏ qua cho. Này cô, không việc gì phải làm thế cả. Sao cô có ăn có học mà lại đối xử với người ta như thế hả? Có chuyện gì đấy ạ? Sao đây? Anh à? Anh Kiên, sếp. Rõ ràng là cô ta đổ lỗi lên người em trước mà. Anh Kiên, tại sao em gọi anh không nghe máy? Anh quen cô ta à? Hóa ra cô Ly đây là vợ của cậu à? Này, sao cô vẫn còn ở lại đây hả? Sáng giờ tôi cứ thấy cô ấy đứng ở đây. Cứ nghĩ cô ấy đi xin việc. Hóa ra là lên đây tìm cậu à? Mà tôi cũng nghe nói cô ấy lặn lội đường xá lên đây. Mà sao cậu lại đối xử với cô ấy như thế? Sếp ơi, tại vì... em không muốn làm phiền đến anh Kiên. Đợi anh Kiên làm xong thì em mới gọi. Em không biết anh ấy làm công ty này cho nên là... Này, cậu có biết là bạn gái cậu vừa bắt cô ấy quỳ xuống lau giày không? Gì ạ? Này, sao anh bảo nhà vợ anh giàu lắm? Con ông nọ bà kia cơ mà. Sao lại ở đây làm tạp vụ hả? Nhưng mà anh có quen cô ta đâu. Chê. Tôi tưởng anh giàu như nào. Đi làm vì đam mê cơ. Thế mà vợ lại nghèo hèn thế. Cô Trang, cô là người có ăn có học mà sợ hành xử như vậy à? Dù cô Ly đây có làm nghề gì thì chỉ cần không vi phạm pháp luật thì đều đáng được trân trọng cả. Còn ngay bây giờ tôi yêu cầu cô xin lỗi cô ấy ngay tại đây. Còn không, đừng trách tại sao tôi không chứa chấp một người như cô trong công ty đấy. Thì em xin lỗi. Cậu Kiên, sao cậu đối xử với vợ như vậy hả? Một người đầu óc tay gối với cậu như thế mà cậu lại... có đáng mặt đàn ông không? Anh ơi, tôi xin anh, đừng nói nữa. Cô cứ để yên cho tôi nói. Cậu bằng tuổi này rồi mà chẳng biết suy nghĩ gì cả. Vợ cậu ở quê thì lam lụng vất vả kiếm tiền, cậu ốm đau cũng không dám mua thuốc cho bản thân. Vậy mà cậu ở đây lại ăn chơi đàn đúng, bao đồng nghiệp đi ăn như thế. Rồi cậu xem, cô Trang có đối xử với cậu ra gì không? Anh xin lỗi.
này đến đi nào. Nhẹ. Em à. Kiểu anh bị làm sao đấy? Sao lại cứ sợ này ra thế? Anh lúc nãy đi trên kia xuống là anh thấy nó bị như này đấy. Không biết bị làm sao. Hay là bị hóc rồi? Để cái gì đây? Đưa đây. Này, mày bị biến thái à? Sao lại nuốt chỗ này? Kiểu anh không ngờ nhá. Tại sao em lại làm mấy cái trò biến thái trong nhà hả? Ai cái bao cao su em lại nhét vào trong miệng là như nào? Ok anh, sao anh nặng lời với em thế? Cãi này, cãi này. Sao anh đánh nó? Tôi là tôi không thể chấp nhận được cái loại biến thái trong nhà nhá. Bây giờ vào trong kia, dọn dẹp đồ đạc, cút, đi đi. Biến. Này. Ơi. Anh bị làm sao đấy? Bình thường anh thân với nó lắm cơ mà. Bây giờ anh hỏi em nhá. Ở trong nhà mà để giữ cái loại biến thái như này thì anh hỏi em là giữ làm cái gì? Lúc đầu anh bảo họ hàng thân thiết gì với anh thì em mới thuê chứ. Thì khổ lắm, anh có biết được ấy là nó về nhà nó làm việc bây giờ nó hâm hâm dở dở như này đâu. Nói chung bây giờ nhá, em tìm giúp việc khác cho anh. Còn con bé kiểu anh này, anh sẽ nói chuyện người thân của nó. Kìa, anh bình tĩnh đi. Anh cứ để nó làm đi. Rồi từ từ em lựa lời em đuổi nó sau. Chứ ai lại cứ giật đùng đùng như anh ấy. Thôi anh muốn làm gì thì làm. Lúc nãy anh không làm thế, còn vợ anh giết cả hai đứa. Anh buông ra đi. Thôi, cho anh xin lỗi. Anh đánh em thế, anh cũng xót lắm chứ đùa đâu. Anh có biết là ấy, để cặp bồ với anh, em phải giả làm ô xin làm nhà anh. Sao còn phải hầu hạ con vợ anh nữa? Đã thế, phải lén lút chiều anh. Thế mà anh nỡ lòng nào, anh thẳng cái cô bay tát em như thế lại còn đuổi em đi nữa. Nhục chết đi được. Ê, anh xin lỗi nhá, thế bây giờ em thích cái gì, anh bù cho em, bù hết. Bồ à? Ừ. Dễ thôi. Thế thì anh cho em một công việc có chức có quyền ở công ty của nhà anh đi. Cái này không được em ơi. Bây giờ em vào công ty nhà anh làm nhá. Xong rồi mọi người dị nghị đến tai con vợ anh là toàn đấy. Thế em nói là bù cho người ta. Thế bây giờ như này, để tháng sau anh bảo con vợ anh là anh công tác, xong rồi anh thuê một cái villa, anh cho em đến đấy hưởng thụ nhá. Được chưa? Thế thì anh phải hứa là đưa em đi hưởng thụ đấy nhá, để còn rửa hết phèn chua đấy đấy. Được rồi, anh hứa, được chưa? Ôi giời, ôi giời. Cái villa mà anh nói đấy á, anh lừa tôi đấy à? Cái phòng vừa cũ vừa tan hoang như này còn chẳng bằng mấy cái nhà nghỉ dưới quê đấy. Thôi, em thông cảm. Anh đặt gấp quá. Hay là bây giờ anh gọi Lệ Tân lên dọn phòng nhá. Thôi, em mệt rồi. Bây giờ em chỉ muốn nằm ngủ ôm anh thôi. Thế à? Mà này, sao cái vali này anh nhớ là bỏ ít đồ vào mà lúc anh kéo đây nặng chỉnh chỉnh ấy nhỉ? Đấy, nói mới nhớ. Cái vali nặng như cậu chở gạch ấy. Em xách ấy mà, bỏ hết cả cổ vai gáy rồi đây này. Mỏi vai gáy à? Để anh bóp cho nhá. Đấy, có thích không? Thích quá đi. Thích quá nhở. Ui, em ơi. Em có nghe gì không em ơi? Cái phòng mình có tiếng gì nhỉ? Hay là anh thuê phải cái phòng có vong ấy. Ê, em ơi, đừng dọa anh sợ ma lắm. Bắt được tận tay hai người rồi nhá. Em, sao em lại ở đây? Anh bảo là anh đi công tác. Anh đi công tác với con ô xin này đấy à? Đúng là tôi không nhìn thấy cảnh anh với nó âu yếm nhau dưới bếp ý. Làm sao tôi biết anh cắm sừng tôi được? Em xin lỗi nhá, thế bây giờ em thích cái gì? Anh bù cho em, bù hết. Dễ thôi. Này, xin lỗi chị nhá. Con này trước khi làm ô xin nhà chị ấy thì đã cặp kè với chồng chị rồi. Chẳng qua tôi đến nhà chị giúp việc để dễ về ngoại tình. Anh giải thích đi. Tôi không đủ tốt với anh à? Hả? Đúng. Em làm tất cả mọi thứ. Thế nên anh mới cảm giác anh không được là một thằng đàn ông. Em hiểu không? Ở bên cạnh em ấy, anh chỉ giống một đứa trẻ thôi. Cứ mỗi khi về nhà anh thấy nó áp lực lắm, anh không được làm theo ý của mình. Nếu như anh cảm thấy áp lực như thế, sao anh không nói với tôi từ đầu đi? Anh đợi đến lúc tôi phát hiện ra anh ngoại tình anh mới nói à? Em biết bây giờ rồi thì mình chia tay nhá, giải thoát cho cả hai đi nhá. Này, anh mà ly dị cô ta thì lấy tiền đâu ra mà nuôi tôi? Em nói cái gì đấy? Tôi yêu anh nhiều đâu, chẳng qua là tôi cần một người bao nuôi nên là mới cặp với anh thôi.
Chứ anh nghĩ cái gì mà tôi đi lấy một người đã một đời vợ, đã thế lại còn là cái loại đàn ông bám váy nhà vợ đấy chứ. Ôi, chuyện gia đình nhà anh tự giải quyết đi nhá. Kiều Anh! Đáng đời anh á. Anh tưởng mình bỏ tiền ra bao nuôi một người phụ nữ, anh nghĩ mình đàn ông lắm à? Anh nên biết rằng ấy, đàn ông chân chính người ta phải chung thủy vợ con. Em ơi, anh biết anh sai rồi, em tha cho anh lần này nhá. Em tha cho anh lần chót dạ này nhá, anh xin em đấy. Muộn rồi, tôi không cần một người đàn ông như anh nữa. Bây giờ anh về nhà thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà tôi đi. Chị ơi, chị